thịt mèo được dùng trong y học cổ truyền với tên thuốc được gọi là miêu nhục xương mèo gọi là miêu cốt và mật của con mèo được gọi là miêu đởm thường thì dùng loại mèo đen còn dùng cả xương đầu mèo và nước đái mèo và phổi mèo còn về tính vị thì thịt mèo có vị ngọt mặn chua tinh ấm không độc có tác dụng là tiêu thũng chống lao lực giải độc giảm đau mật mèo đen thì có vị đắng, tính hàn, có tác dụng là giảm đau, chống co thắt. Xương mèo đen có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ dưỡng. Tiếp theo là những cách sử dụng để chữa bệnh từ con mèo. Đối với thịt mèo thì được dùng để chữa bệnh báng to bụng, chữa lao, chóng mặt, trĩ mạn tính, mụn nhọt với liều lượng là ngày dùng 50 cho đến 100 g dưới dạng nấu chín hoặc là sấy khô tán bột uống như vậy là bị báng to bụng lao chóng mặt chỉ mạn tính mụn nhọt thì các bạn cứ lấy độ 50 đến 100 g thịt mèo về các bạn có thể nấu chín ăn hoặc là sấy khô tán bột để uống nhé còn mật mèo thì được dùng để chữa hen suyễn đau bụng kinh niên bằng cách là các bạn dùng mật mèo đen ngâm rượu uống hàng ngày còn đối với xương mèo thì dùng xương mèo đen ngâm rượu uống là thuốc bổ giảm đau nhức, dùng thích hợp cho người cao tuổi. Còn xương đầu mèo thì người ta dùng để chữa ho, xuyễn, do đờm khí hoặc là bôi ngoài để chữa lở ngọc hành ở trẻ em. Bằng cách là dùng xương đầu mèo đốt hành cho tán nhỏ, mỗi lần là uống 12 gram với rượu. Còn đối với các dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc thì thường dùng thịt và dạ dày mèo rừng dùng để chữa cơ thể suy nhược, xanh sao, gầy yếu. Còn xương mèo rừng thì được ngâm rượu uống để chữa đau nhức gân xương. Mật mèo rừng thì dùng để pha chế thuốc, dùng để chữa đau mắt. Gan mèo thì được dùng để chữa chứng hư lao bằng cách là dùng gan mèo đen thái nhỏ, hơi khô tán nhỏ mỗi lần uống 4 gam với rượu nhạt vào lúc đói dùng để chữa hư lao. Còn phổi mèo thì được dùng để chữa hen suyễn bằng cách là dùng phổi mèo một bộ băm nhỏ trộn với đọt lá sòi tía 80g, ngũ vị tử 20g làm thành chả nướng hoặc là hấp chín ăn để chữa hen suyễn Còn đối với nước đái mèo thì nhỏ vào tay sẽ làm cho con đỉa hoặc là sâu bọ ở trong tay bò ra. Để mà lấy nước đái mèo thì người ta bắt mèo về giữ chặt bốn chân rồi lấy vỏ bưởi sát vào đít hoặc là lấy gừng tươi giã nát sát vào lỗ mũi của mèo thì mèo sẽ đái vọt ra hứng lấy. Còn ở Trung Quốc thì mèo được sử dụng dưới dạng thuốc rất là đa dạng như là thịt mèo thì được ninh nhừ thêm muối và rượu ăn trong ngày dùng để chữa loét dạ dày hành tá tràng. Thịt mèo cũng được dùng để chữa thần kinh suy nhược, suốt huyết dưới da do dị ứng bằng cách là dùng thịt mèo 100g thái nhỏ hấp cách thủy với đảng sâm 30g, long nhãn 15g, ăn cái uống nước. Còn đối với trường hợp mà gan thận hư nhược thì người ta dùng thịt mèo 100g, nấu chín với khởi tử 25g, hoàng tinh 10g, long nhãn 8g, ăn cả cái lẫn nước.